Chào mừng các bạn trở lại với bài giảng Hình học xạ ảnh. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài 3.2 Điểm liên hợp phẳng tiếp xúc siêu diện lớp 2 phần 3 nha các bạn. Các bạn thân mến, ở phần 1, chúng ta đã được tìm hiểu về điểm liên hợp. Ở phần 2, chúng ta đã được tìm hiểu về siêu phẳng đối cực, điểm kỳ dị. Ở phần 3 này, chúng ta sẽ được tìm hiểu các phần còn lại của bài 3.2, đó là siêu phẳng tiếp xúc của siêu mặt bậc 2, siêu phẳng liên hợp với siêu mặt bậc 2 không suy biến, và cuối cùng đó là siêu diện lớp 2. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần đầu tiên, đó là siêu phẳng tiếp xúc của siêu mặt bậc 2 nha các bạn. Định nghĩa, nếu điểm Y nằm trên siêu mặt bậc 2S nhưng không phải là điểm kỳ dị của S, thì siêu phẳng đối cực Y sao của Y đối với S sẽ được gọi là siêu phẳng tiếp xúc của S tại Y, hay còn gọi là siêu tiếp diện của S tại Y. Rõ ràng, Y là điểm nằm trên siêu phẳng Y sao, và điểm Y lúc này sẽ được gọi là tiếp điểm đó các bạn. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong định nghĩa về siêu phẳng tiếp xúc của S tại Y. Thế thì câu hỏi đặt ra đó là làm thế nào để tìm siêu phẳng tiếp xúc của siêu mặt bậc 2? Thì câu trả lời đó là đầu tiên chúng ta sẽ tìm siêu phẳng đối cực Y sao của Y đối với S. Bước thứ hai đó là chúng ta sẽ đi kết luận rằng siêu phẳng đối cực vừa tìm được là siêu phẳng tiếp xúc của S. Như vậy là chúng ta thấy rằng việc tìm siêu phẳng tiếp xúc của một siêu mặt bậc 2S chẳng qua là việc tìm siêu phẳng đối cực Y sao của Y đối với S mà thôi. Mà công việc tìm siêu phẳng đối cực chúng ta đã được làm quen ở phần 2 rồi đó các bạn. Chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều ví dụ liên quan đến tìm siêu phẳng đối cực của Y đối với S rồi. Thì bài toán này trở nên rất là đơn giản thôi các bạn. Và chúng ta có bất kỳ M phẳng nào đi qua Y và nằm trong siêu tiếp diện Y sao của S tại Y đều gọi là M phẳng tiếp xúc của S tại Y. Khi M bằng 1 thì ta có đường thẳng tiếp xúc của S tại Y, hay còn gọi là tiếp tuyến của S tại Y đó các bạn. Nếu Y là điểm kỳ dị của S thì mọi M phẳng đi qua Y đều gọi là M phẳng tiếp xúc của S tại Y. Và trong trường hợp không phẳng Y, tức là không phẳng lúc này chính là một điểm Y thôi đó các bạn, tiếp xúc với S khi và chỉ khi Y thuộc S. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong định nghĩa siêu phẳng tiếp xúc của siêu mặt bậc 2. Siêu phẳng tiếp xúc chẳng qua là siêu phẳng đối cực của siêu mặt bậc 2 đối với một điểm Y cho trước mà thôi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số ví dụ để minh họa cho siêu phẳng tiếp xúc nha các bạn. Ví dụ 1, trong mặt phẳng xạ ảnh với mục tiêu xạ ảnh cho trước cho đường bậc 2S có phương trình x1, x2, cộng x2, x3, cộng x3, x1 bằng 0. 1. Chứng tỏ rằng các đỉnh A1, A2, A3 của mục tiêu nằm trên đường bậc 2S. 2. Viết phương trình tiếp tuyến của S tại các đỉnh A1, A2, A3. Dễ thấy, các đỉnh A1, A2, A3 của mục tiêu nằm trên đường bậc 2S vì tọa độ của tất cả các điểm đó thỏa mãn phương trình của S. Tại sao vậy các bạn? Vì ta có A1 có tọa độ là 1, 0, 0, có nghĩa là x1 bằng 1, x2 bằng 0, x3 bằng 0. Do đó thế vào phương trình này, chúng ta sẽ có được là 1 nhân 0 cộng 0 nhân 0 cộng 0 nhân 1 bằng 0. Do đó tọa độ của A1
sẽ thỏa mãn phương trình của siêu mặt bậc 2S, do đó A1 sẽ nằm trên đường bậc 2S. Tương tự như vậy, A2 có tọa độ là 0, 1, 0 cũng nằm trên đường bậc 2S, và A3 có tọa độ là 0, 0, 1 cũng thuộc vào phương trình của đường bậc 2S. Do đó ta kết luận rằng A1, A2, A3 đều nằm trên đường bậc 2S. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành viết phương trình tiếp tiến của S lần lượt tại các đỉnh A1, A2, A3 nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ viết phương trình tiếp tiến của S tại A1. Thì như hồi nãy chúng ta đã trình bày, để viết phương trình tiếp tiến của S tại đỉnh A1, chúng ta sẽ đi viết phương trình đường đối cực của S tại đỉnh A1. Thì phương cách làm hoàn toàn tương tự như ở phần 2 chúng ta đã được học đó các bạn. Phương trình đường bậc 2S có thể viết lại là bằng cách nhân 2 vào hai vế của phương trình này, chúng ta sẽ có là 2x1 x2 cộng 2 lần x2 x3 cộng 2 lần x3 x1 bằng 0. Thì ta có thể viết phương trình đường bậc 2S dưới dạng ma trận là x sao m x bằng 0 như sau. Đây là tọa độ của x viết dưới dạng dòng này các bạn. Và đây chính là ma trận m. Và đây chính là ma trận cột tọa độ của x. Và ma trận m này xác định như thế nào các bạn? Ở đây chúng ta thấy phương trình của đường bậc 2S khuyết x1 bình, x2 bình và x3 bình. Do đó chúng ta có các hệ số A11, A22 và A33 đều bằng 0. Và chúng ta thấy rằng là hệ số gắn với x1, x2 là bằng 2. Do đó A12 sẽ bằng 2 chia 2 là bằng 1. Mà A12 bằng A21, do đó chúng ta có A21 bằng 1. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có tại các vị trí A23, A32 là bằng 1. A31 và A13 cũng bằng 1. Do đó chúng ta có được ma trận M như thế này nè các bạn. Do đó đường đối cực của đỉnh A có tọa độ là 1, 0, 0 sẽ có phương trình dạng là A sao MA bằng 0. Trong đó A là ma trận cột tọa độ của điểm A có tọa độ là 1, 0, 0. Thì chúng ta sẽ thay tọa độ của A vào đây và thay ma trận M vào, thì chúng ta sẽ có phương trình này. Bằng cách nhân 3 ma trận này lại với nhau thì chúng ta sẽ có được là x2 cộng x3 bằng 0. Do đó phương trình đường đối cực của đỉnh A có tọa độ là 1, 0, 0 đối với đường bậc 2S đã cho là x2 cộng x3 bằng 0. Suy ra phương trình tiếp tiến của S tại đỉnh A là x2 cộng x3 bằng 0. Tương tự ta cũng có phương trình tiếp tiến của S tại các đỉnh A2, A3 là các đường đối cực của các điểm đó đối với S có phương trình là x1 cộng x3 bằng 0 và x1 cộng x2 bằng 0. Thì cái này các bạn có thể hoàn toàn tự kiểm tra lại giống như nãy giờ chúng ta làm đấy các bạn. Các bạn hãy thử thực hành để xem kết quả có đúng hay không nha. Ví dụ 2, trong không gian sản P3 cho mặt bậc 2S có phương trình x1 bình cộng cho x2 bình cộng x3 bình cộng x4 bình trừ 2 lần x1 x2 trừ 2 lần x1 x4 cộng 4 lần x2 x3 bằng 0. Và hai điểm A có tọa độ là 1, 1, 0, 0, B có tọa độ là 1, 1, 1, 2. 1. Chứng tỏ rằng điểm A thuộc S và viết phương trình của mặt phẳng tiếp xúc của S tại A. 2. Chứng minh rằng đường thẳng AB là tiếp tuyến của S và hãy viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB. Thì ở ví dụ này khác với ví dụ hồi nãy ở chỗ nào các bạn? Hồi nãy là chúng ta viết siêu phẳng tiếp xúc trong mặt phẳng xạ ảnh, còn trong bài này chúng ta đi viết siêu phẳng tiếp xúc trong không gian xạ ảnh 3 chiều. Và siêu phẳng tiếp xúc lúc này được gọi là mặt phẳng tiếp xúc đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ giải ý thứ nhất trước nha các bạn. Chúng ta sẽ chứng tỏ A thuộc S và sau đó chúng ta sẽ đi viết phương trình của mặt phẳng tiếp xúc của S tại A. Ta dễ thấy rằng điểm A thuộc S
vì tọa độ của điểm A thỏa mãn phương trình của đường bậc 2S bằng cách thay thế x1 bằng 1, x2 bằng 1 và x3 bằng 0, x4 bằng 0 vào phương trình của mặt bậc 2S thôi các bạn. Thì chúng ta thấy nó thỏa phương trình này, có nghĩa là thế vào bằng 0 đó. Do đó điểm A thuộc S. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành viết phương trình của mặt phẳng tiếp xúc của S tại A nha các bạn. Thì để viết phương trình của mặt phẳng tiếp xúc của S tại A thì chúng ta sẽ đi viết phương trình mặt đối cực của S tại A đó các bạn. Ta có thể viết phương trình đường bậc 2S dưới dạng ma trận như sau. Là x1, x2, x3, x4 nhân cho ma trận này nhân cho x1, x2, x3, x4 dưới dạng cột bằng 0. Thì ma trận này xác định như thế nào các bạn? Hệ số gắn với x1, x2, x3, x4 bình phương đều bằng 1. Do đó chúng ta có A11, A22, A33, A44 đều bằng 1. Mặt khác ta có hệ số gắn với x1, x2 là bằng -2. Do đó ta có A12 bằng A21 và bằng -1. Hệ số gắn với x1, x4 là bằng -2. Do đó ta có A14 bằng A41 và bằng -1. Hệ số gắn với x2, x3 là bằng 4. Do đó chúng ta có A23 bằng 2 và A32 cũng bằng 2. Còn các vị trí còn lại khuyết thì chúng ta sẽ có là bằng 0. Do đó mặt phẳng đối cực của A có tọa độ là 1100 có phương trình dạng là A sao CA bằng 0. Trong đó A là ma trận cột tọa độ của điểm A có tọa độ là 1100. Thì ta suy ra được dạng ma trận như thế này. Bằng cách nhân ba ma trận này lại với nhau thì chúng ta sẽ có phương trình là 2x3 trừ x4 bằng 0. Do đó mặt phẳng đối cực của A đối với đường bậc 2S đã cho là 2 lần x3 trừ x4 bằng 0. Từ đó ta suy ra rằng phương trình của mặt phẳng tiếp xúc của S tại A có phương trình là 2x3 trừ x4 bằng 0 đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục giải ý thứ hai nha các bạn. Chứng minh rằng đường thẳng AB là tiếp tuyến của S và hãy viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB. Thì ở ý thứ nhất là chúng ta đã viết được phương trình mặt phẳng tiếp xúc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh đường thẳng AB là tiếp tuyến của S và viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB. Ta dễ dàng thấy rằng điểm B có tọa độ là 1, 1, 1, 2, có tọa độ thỏa mãn phương trình của mặt phẳng tiếp xúc nói trên, tức là phương trình này này các bạn, 2 lần x3 trừ x4 bằng 0 đó, thì tọa độ của B sẽ thỏa mãn phương trình này. Vì chúng ta thấy là x3 lúc này là bằng 1, x4 lúc này là bằng 2, chúng ta thấy là 2 nhân 1 trừ 2 là bằng 0. Do đó tọa độ của B sẽ thỏa mãn phương trình của mặt phẳng tiếp xúc của S tại A. Từ đó ta suy ra đường thẳng AB chính là tiếp tuyến của S và có phương trình tổng quát là x1 trừ x2 bằng 0, x3 trừ x4 bằng 0. Tại sao chúng ta có được phương trình này vậy các bạn? Vì chúng ta có tọa độ của A rồi, có tọa độ của B rồi, thì khi có tọa độ của hai điểm thì dựa vào bài 4 á, viết phương trình tham số của đường thẳng AB với khi chúng ta biết hai điểm cho trước, chúng ta hoàn toàn có thể suy ra được phương trình tổng quát của nó thôi. Như vậy là chúng ta đã giải xong ví dụ 2 rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ví dụ 3 nha các bạn. Trong mặt phẳng xạ ảnh, hãy lập phương trình các tiếp tuyến đi qua điểm M có tọa độ là 1, trừ 7, 4 với đường bậc 2S có phương trình 3x1 bình trừ x2 bình trừ cho 5 lần x3 bình cộng 2 lần x1 x2 cộng cho 2 lần x1 x3 trừ 4 lần x2 x3 bằng 0. Thì ví dụ 3 này khác với ví dụ 1 và ví dụ 2 ở chỗ. Đối với ví dụ 1 và ví dụ 2 thì chúng ta đi viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm cho trước. Còn đối với bài này chúng ta đi viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước. Như vậy thì cách giải như thế nào các bạn?
Thì câu trả lời ở đây đó là, đầu tiên, cũng tương tự giống như ở ví dụ 1 và ví dụ 2, chúng ta cũng đi viết phương trình đường đối cực của M đối với F. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm giao điểm của đường đối cực mới vừa tìm được với siêu mặt bậc 2F. Thì giao điểm lúc đó sẽ là tiếp điểm. Thì khi đó bài toán trở về bài toán ở ví dụ 1 và ví dụ 2 mà chúng ta đã biết cách giải rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết phương trình đường đối cực của siêu mặt bậc 2S nha các bạn. Đầu tiên, ta có thể viết phương trình đường bậc 2S dưới dạng x sao ax bằng 0 như sau. x1, x2, x3 nhân cho ma trận A nhân cho x1, x2, x3 bằng 0. Thì ở đây ma trận A được xác định như thế nào các bạn? Ở đây chúng ta thấy hệ số gắn với x1 bình là 3, cho nên chúng ta có A11 bằng 3. Hệ số gắn với x2 bình bằng trừ 1, cho nên A22 bằng trừ 1. Hệ số gắn với x3 bình bằng trừ 5, nên A33 là bằng trừ 5. Hệ số gắn với x1 nhân x2 là bằng 2, cho nên tại vị trí thứ A12 thì là bằng 2 chia 2 là bằng 1. Mà A12 bằng A21, cho nên chúng ta có vị trí A21 bằng 1. Tương tự như vậy, ta sẽ xác định các vị trí còn lại đó các bạn. Thì khi đó ta có đường đối cực của M có tọa độ là 1-74, có phương trình dạng đó là M sao AM bằng 0. Trong đó M là ma trận cột tọa độ của điểm M có tọa độ là 1-74. Thì đây chính là công thức của đường đối cực đó các bạn. Ta chỉ cần thế tọa độ của M và ma trận A vào đây thôi, thì chúng ta sẽ có được phương trình tương đương đó là x3 bằng 0. Thì do đó chúng ta có đường đối cực của điểm A đối với đường bậc 2S đã cho, đó là x3 bằng 0. Ta có các giao điểm A, B của đường đối cực với đường bậc 2 chính là các tiếp điểm của các tiếp tuyến cần tìm. Tọa độ các giao điểm thỏa mãn hệ phương trình. Thì hệ phương trình này như hồi nãy chúng ta đã nêu ở đầu bài đó, hệ phương trình này gồm có thứ nhất đó là phương trình của siêu mặt bậc 2S, thứ hai là phương trình của siêu phẳng đối cực. Do đó chúng ta có hệ phương trình sau: x3 bằng 0, đây là phương trình của siêu phẳng đối cực này các bạn, 3x1 bình trừ cho x2 bình trừ 5x3 bình cộng 2 lần x1 x2 cộng 2 lần x1 x3 trừ 4 lần x2 x3 bằng 0. Thì đây chính là phương trình của siêu mặt bậc 2S này các bạn. Chúng ta thay x3 bằng 0 vào phương trình ở phía dưới này, thì chúng ta giải hệ phương trình này ra, thì chúng ta sẽ có các giao điểm A có tọa độ là -1, 0, 1 và B có tọa độ là 1, 3, 0. Mà A là tiếp điểm, M thuộc vào tiếp tuyến, do đó chúng ta có M, E chính là một tiếp tuyến cần tìm. Tương tự như vậy, ta cũng có MB là một tiếp tuyến cần tìm. Như vậy thì chúng ta đã có tọa độ của M, có tọa độ của A và có tọa độ của B. Thì dựa vào bài phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng, chúng ta hoàn toàn có thể viết được phương trình của hai tiếp tuyến cần tìm, đó là MA và MB, có phương trình lần lượt là 2x1 cộng 2x2 cộng 3x3 bằng 0 và 6x1 trừ 2x2 trừ 5x3 bằng 0. Như vậy là đối với bài này chúng ta tìm được hai phương trình tiếp tuyến nha các bạn. Như vậy là chúng ta đã giải xong ví dụ 3 rồi đó các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong định nghĩa của siêu phẳng tiếp xúc của siêu mặt bậc 2 và một số ví dụ liên quan. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về siêu phẳng liên hợp với siêu mặt bậc 2 không suy biến nha các bạn. Trước hết ta chú ý rằng nếu siêu mặt bậc 2S không suy biến thì mỗi siêu mặt bậc 2S đều có điểm đối cực duy nhất. Thật vậy, giả sử S có phương trình là x sao AX bằng 0 với định thức của A khác 0, thì đây chính là phương trình của siêu mặt bậc 2S thông thường thôi các bạn. Với siêu phẳng U, điểm X là điểm đối cực của nó khi và chỉ khi
x sao e bằng u sao. 2e nhân cho x là bằng u. Do đó, bằng cách nhân cả hai vế của biểu thức này cho a mũ trừ 1 vào phía bên phải, thì chúng ta sẽ có được là x sẽ bằng a trừ 1 nhân cho u, được xác định là duy nhất. Do đó, chúng ta kết luận rằng nếu siêu mặt bậc 2s không suy biến, thì mỗi siêu mặt bậc 2s đều có điểm đối cực duy nhất đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào định nghĩa hai siêu phẳng liên hợp với nhau nha các bạn. Định nghĩa, hai siêu phẳng U và V được gọi là liên hợp với nhau đối với siêu mặt bậc 2 không suy biến S khi hai điểm đối cực của chúng liên hợp với nhau đối với S. Thế thì ở đây một câu hỏi đặt ra cho các bạn đó là cho hai siêu phẳng U và V, làm thế nào để xác định xem hai siêu phẳng đó có liên hợp với nhau hay không? Thì câu trả lời ở đây đó là để xác định xem hai siêu phẳng U và V có liên hợp với nhau hay không thì chúng ta cần phải đi tìm hai điểm đối cực tương ứng của chúng. Sau đó chúng ta sẽ xét xem hai điểm đối cực đó có liên hợp với nhau hay không. Nếu chúng liên hợp với nhau thì hai siêu phẳng U và V liên hợp với nhau. Còn nếu hai điểm đối cực đó không liên hợp với nhau thì hai siêu phẳng đối cực sẽ không liên hợp với nhau. Chúng ta có tính chất sau đây. Tính chất 1, hai siêu phẳng liên hợp với nhau đối với siêu mặt bậc 2 không suy biến khi và chỉ khi siêu phẳng này đi qua điểm đối cực của siêu phẳng kia. Chúng ta sẽ chứng minh tính chất này nha các bạn. Thật vậy, cho hai siêu phẳng U, V có điểm đối cực với S lần lượt là U sao và V sao. Khi đó, U liên hợp với V đối với S khi và chỉ khi U sao và V sao là hai điểm liên hợp đối với S. Vì U gồm những điểm liên hợp với U sao nên U đi qua V sao. Tương tự ta cũng có V đi qua U sao. Như vậy là chúng ta chứng minh xong tính chất 1 rồi đó các bạn. Tính chất 2, siêu phẳng U liên hợp với chính nó đối với siêu mặt bậc 2S khi và chỉ khi U tiếp xúc với S tại điểm U sao là điểm đối cực của U. Tính chất 3, cho hai siêu phẳng phân biệt U, V liên hợp với nhau đối với siêu mặt bậc 2 không suy biến S. Nếu qua U giao V có hai siêu phẳng phân biệt P và Q thì tỷ số kép của U, V, P, Q sẽ bằng trừ 1. Thật vậy, ta gọi các điểm đối cực của các siêu phẳng U, V, P, Q lần lượt là U sao, V sao, P sao, Q sao. Thì khi đó ta sẽ có là U sao sẽ bằng A mũ trừ 1 nhân U, V sao bằng A mũ trừ 1 nhân V, P sao bằng A trừ 1 nhân P, Q sao bằng A mũ trừ 1 nhân Q. Vì các siêu phẳng U, V, P, Q thuộc cùng một chùm, do đó chúng ta có P sẽ bằng lambda 1 U cộng mi 1 V, Q sẽ bằng lambda 2 U cộng cho mi 2 V. Thì chúng ta sẽ thay P và Q vào phương trình này nè các bạn. P và Q lần lượt vào phương trình này. Thì khi đó chúng ta sẽ có được rằng P sao sẽ bằng A mũ trừ 1 lambda 1 U cộng cho mi 1 lần V. Sau đó chúng ta nhân phân phối vào thôi các bạn. Thì khi đó chúng ta sẽ có được là lambda 1 lần A trừ 1 U cộng cho mi 2 lần A trừ 1 V. Mà A trừ 1 U lại bằng là U sao. A trừ 1 V lại bằng V sao. Do đó chúng ta có được là V sao lúc này sẽ bằng lambda 1 lần U sao cộng mi 1 lần V sao. Tương tự như vậy ta cũng có Q sao sẽ bằng lambda 2 lần U sao cộng mi 2 lần V sao. Và do đó chúng ta sẽ có 4 điểm U sao, V sao, V sao, Q sao thẳng hàng. Nhưng hai điểm U sao và V sao này lại liên hợp với nhau đối với S.
Còn B sao và Q sao lại là giao điểm của U sao và V sao đối với S, nên chúng ta có tỉ số kép U sao, V sao, V sao, Q sao bằng trừ 1. Và do đó chúng ta sẽ có tỉ số kép của U, V, T, Q bằng trừ 1 đó các bạn. Như vậy là chúng ta đã chứng minh xong tính chất 3 rồi đó các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong khái niệm siêu phẳng liên hợp với siêu mặt bậc 2 không suy biến và một số tính chất liên quan. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một khái niệm mới, đó là siêu diện lớp 2. Thế thì siêu diện lớp 2 là gì? Chúng ta sẽ được tìm hiểu ở phần tiếp theo nha các bạn. Định nghĩa siêu diện lớp 2. Trong không gian sảnh N chiều với mục tiêu đã chọn, một siêu diện lớp 2 được định nghĩa là một tập S sao gồm tất cả các siêu phẳng có tọa độ là U, U1 cho đến UN cộng 1 mà tọa độ của chúng thỏa mãn phương trình tổng của các UI, UZ bằng 0 với IZ chạy từ 1 đến N cộng 1, trong đó AIZ bằng AZI và chúng không đồng thời bằng 0. Phương trình đó được gọi là phương trình của siêu diện lớp 2 S sao đối với mục tiêu đã chọn. Nếu ta ký hiệu A là ma trận AIZ, IZ chạy từ 1 đến N cộng 1, thì A chính là ma trận vuông cấp N cộng 1, đối xứng và có hạn ít nhất bằng 1. Nó gọi là ma trận của S sao đối với mục tiêu đã chọn. Phương trình của S sao có thể viết được dưới dạng ma trận, đó là U sao AU bằng 0. Nếu định thức của ma trận A khác 0 thì siêu diện lớp 2 S sao lúc này sẽ được gọi là không suy biến. Còn nếu định thức của ma trận A bằng 0 thì siêu diện lớp 2 S sao lúc này sẽ gọi là suy biến. Siêu diện lớp 2 trong mặt phẳng xạ ảnh sẽ được gọi là tuyến lớp 2. Các bạn thân mến, chúng ta vừa được tìm hiểu xong khái niệm về siêu diện lớp 2. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào một ví dụ để minh họa cho siêu diện lớp 2 nha các bạn. Ví dụ 4, trong V2 cho tuyến lớp 2 S sao có phương trình U1 bình trừ cho U3 bình cộng 2 lần U1 U2 trừ 2 lần U2 U3 bằng 0. Thì khi đó ma trận của tuyến lớp 2 lúc này sẽ là 1, 1, 0, 1, 0, trừ 1, 0, trừ 1, trừ 1. Làm thế nào để chúng ta có được ma trận này vậy các bạn? Chúng ta có hệ số gắn với U1 bình chính là A11, mà hệ số này lúc này bằng 1, cho nên chúng ta có A11 bằng 1. Hệ số gắn với U3 bình là bằng trừ 1, cho nên chúng ta có A33 là bằng trừ 1. Ở đây chúng ta khuyết U2 bình phương, do đó chúng ta có A22 là bằng 0. Chúng ta có hệ số gắn với U1, U2 là bằng 2, do đó chúng ta có A12 là bằng 2 chia 2 là bằng 1. Mà A12 lại bằng A21, do đó chúng ta có A21 bằng 1. Tương tự như vậy ta có A23 là bằng trừ 2, chia 2 là bằng trừ 1. Mà A23 lại bằng A32, cho nên ta có A32 bằng trừ 1. Các hệ số còn lại là bằng 0 do các hệ số đó khuyết đó các bạn. Thì đây chính là tuyến lớp 2 suy biến vì dễ dàng tính được định thức này là bằng 0 nè các bạn. Ta có thể viết lại phương trình của tuyến lớp 2 bằng cách phân tích thành nhân tử ở vế phải ra. Thì chúng ta sẽ có U1 cộng cho 2 lần U2 cộng cho U3 nhân cho U1 trừ U3 bằng 0. Thì đây chính là một phương trình tích, cho nên chúng ta sẽ có hoặc là U1 cộng 2 U2 cộng U3 bằng 0, hoặc là U1 trừ U3 bằng 0. Với U1 cộng 2 lần U2 cộng U3 bằng 0, thì các đường thẳng U1, U2, U3 luôn đi qua điểm cố định Y có tọa độ là 1, 2, 4. Còn với U1 trừ U3 bằng 0, thì ta có các đường thẳng đi qua điểm cố định G có tọa độ là 1, 0, trừ 1. Như vậy, tuyến lớp 2 S sao đã cho là một tập hợp gồm hai chùm đường thẳng có tâm là Y và G đó các bạn.
Các bạn thân mến, bài giảng của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.